Tháng 11 năm 2022, Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Nông thông qua nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án khu tái định cư tại thôn 13 xã Đắc Què huyện Đắk Rơ Lấp nhằm bố trí tái định cư cho các hộ dân bị thu hồi đất dự án Alumin Nhân Cơ với diện tích 4,53 ha, tổng kinh phí xây dựng trên 39 tỷ đồng. Tuy nhiên, tháng 7 năm 2023, một phần diện tích này lại vướng vào quy hoạch khoáng sản giai đoạn 2011-2030, tầm nhìn đến năm 2050 của chính phủ. Chính điều này đã khiến toàn bộ dự án không thể triển khai được và cũng chưa biết khi nào sẽ được triển khai. Thưa quý vị các bạn, khu tái định cư bố trí cho các hộ dân bị thu hồi đất khai thác bô lại vướng quy hoạch bô khiến các dự án này đang dậm chân tại chỗ. Theo báo cáo của đơn vị chủ đầu tư là Ban Quản lý Dự án và Phát triển Quỹ đất huyện Đắk Sở Lấp, đơn vị đã tham mưu huyện xây dựng phương án kiến nghị Trung ương gỡ rối về vấn đề này. Nếu không triển khai được các khu tái định cư này, địa phương gặp rất nhiều khó khăn trong việc vận động nhân dân bàn giao đất cho dự án alumin trong thời gian tới. Thực tế, trong số 4,53 hecta đất dự án, chỉ có 3.200 m2 bị dính quy hoạch 866, còn lại là đất đã hoàn thổ sau khai thác. Tuy vậy, chiếu theo quy định của luật khoáng sản hiện hành, khu tái định cư này vẫn không thể tiến hành xây dựng. Hiện cả chính quyền địa phương và chủ đầu tư đều đang lúng túng trước vấn đề nan giải này. Trong quá trình mà triển khai thực hiện thì nó có vướng, có bóng cái khu vực mà được phê duyệt cái dự án tái định cư thì nó có vướng vào cái vùng quy hoạch bao trích thì hiện nay thì rất là khó khăn về cái việc mà triển khai các bước tiếp theo do đó mà cái để có cái, cái cái cái, diện đích đất tái định cư cấp cho các hộ dân phục vụ cho cái hoạt động nhà máy của sản xuất alumin nhân cơ thì địa phương cũng mong muốn các cấp đặc biệt là trung ương để tháo gỡ khó khăn vướng mắc liên quan đến cái việc mà quy hoạch bổ xích ở cái khu vực của huyện đắk lắk mà đang triển khai sáu khu tái định cư để cấp cho người dân Hiện nay, Ban Quản lý Dự án và Phát triển Quỹ đất huyện Đắk Sở Lấp đang làm chủ đầu tư 6 dự án tái định cư tại địa bàn 4 xã Đắk Que, Nghĩa Thắng, Kiến Thành và Nhân Cơ với tổng diện tích 51,53 ha, 1.220 lô tái định cư. Tuy vậy, với việc bị vướng tới 4 dự án tại hai xã Đắk Que và Nghĩa Thắng với tổng diện tích trên 28 ha không thể triển khai, đã khiến công tác giải phóng mặt bằng khai trường gặp rất nhiều khó khăn do không đủ tái định cư để bố trí cho người dân trong diện tích bị thu hồi đất. Tại cuộc họp tổ 1644 nhằm giải quyết khó khăn vướng mắc cho hoạt động của nhà máy alumin nhân cơ mới diễn ra gần đây, lãnh đạo công ty nhôm Đắk Nông cho biết, sự chậm trễ trong việc xây dựng các khu tái định cư là một trong những nguyên nhân khiến công tác giải phóng mặt bằng gặp rất nhiều khó khăn qua đó ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Hiện nguồn đất để sản xuất chỉ còn đủ đáp ứng đến hết quý 1 năm 2024 và công ty luôn ở trong tình trạng ăn đong thời gian qua. Tính toán ý, thì một năm dự kiến ý, là diện khai thác khoảng 60 ha. Nhưng đấy 60 ha là với điều kiện là là cái diện đấy cái chất, chất lượng uh, oxit nhôm trong quạng ấy nó phải đạt từ 39 đến 41% còn nếu không là chúng ta phải tính là, là nếu như mà cái cái quặng hàm lượng quặng oxit mà nó lại nghèo nó chỉ nằm từ 34 đến đến 36 phần trăm thì báo cáo anh nó phải lên 8 hết nếu mà sản lượng mà thấp thấp đi như thế thì đương nhiên nó nó hụt và nó sẽ liên quan các chi phí nó tính vào thì đơn giá thành nó sẽ cao cũng theo ông Ngô Tố Ninh, đơn vị luôn sẵn sàng đồng hành cùng chính quyền địa phương trong việc giải quyết các khó khăn vướng mắc này. Trước mắt, cần có phương án để sớm triển khai các khu tái định cư, tạo thuận lợi trong công tác thu hồi đất, phục vụ nguồn nguyên liệu ổn định cho nhà máy hoạt động trong thời gian tới. Hiện tỉnh Đắk Nông đang tích cực làm việc với các bộ ngành trung ương nhằm tìm hướng giải quyết cho vấn đề này. Trong khi đó, bốn khu tái định cư này vẫn đang nằm im bất động, chính quyền địa phương thì vẫn đang nợ đất tái định cư của người dân, còn nhà máy alumin nhân cơ thì luôn ở trong tình trạng hụt nguồn nguyên liệu để sản xuất.